Xin chào mọi người. Chào mọi người đến với Talk Show Ký ức trăng tròn. Talk Show được thực hiện bởi lớp thuyết trình cơ bản tại Trung tâm Nghệ thuật Biên Chi Hao. Mình là Bảo Như, năm nay mình 10 tuổi, hiện tại mình đang học tại trường tiểu học Tân Lập 1. Còn mình là Minh Anh, năm nay mình 8 tuổi, hiện đang học tại trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1. Chúng mình sẽ đồng hành cùng các bạn đến cuối chương trình trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, một mùa trung thu lại sắp đến. Nhân dịp này, lớp thuyết trình Biki Hao chúng mình sẽ thực hiện talk show để chúng ta có thể lắng nghe và chia sẻ về những câu chuyện ngày Tết thiếu nhi này. Và góp mặt trong chương trình hôm nay sẽ là các khách mời được ban tổ chức mời tại lớp thuyết trình Biki Hao. Minh Anh ơi, em có biết các khách mời của chúng ta là ai không nào? Em tò mò quá. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón các khách mời trong buổi talk show ngày hôm nay. Rất vui vì sự có mặt của các khách mời trong ngày hôm nay. Để cho quý khán giả có thể biết rõ hơn về các bạn, thì các bạn có thể giới thiệu về bản thân mình có được không? Mời em. Xin chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Phạm Trà My, năm nay mình 7 tuổi, hiện đang học tại trường tiểu học Phước Tiến. Mình rất vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn em thì sao? Xin chào mọi người, mình tên là Kiều Hương, năm nay mình 7 tuổi, hiện đang học ở trường tiểu học Phước Tiến. Còn em? Xin chào mọi người, mình tên là Bảo An, năm nay mình 7 tuổi, mình học tiểu học Phúc Hải 3. Mọi thứ đã sẵn sàng, và chúng ta hãy cùng nhau đến với talk show Ký ức trăng tròn. Thưa quý vị và các bạn, giống như trên chủ đề của talk show ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về những câu chuyện về ngày Tết Trung Thu. Nó còn được gọi là Tết Trong Trăng hay Tết Hoa Đăng. Trung Thu là hai từ chắc chắn rất quen thuộc với chúng ta. Thế nhưng chúng ta đã hiểu rõ lịch sử hay những sự tích gì về của nó. Bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với các khách mời để hiểu rõ hơn nhé. Không biết khi nhắc đến Trung Thu thì các bạn sẽ nghĩ đến những hình ảnh hay hoạt động nào? Mời em chào mời. Mỗi khi nhắc đến Trung Thu thì trong đầu mình liền nghĩ ra câu hát chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Vì mình rất thích đèn Trung Thu, đặc biệt là đèn ông sao. Rồi được cùng nhau rước đèn vào đêm trăng rằm. Mình thích lắm, cảm giác thật thú vị và nô nức. Con mình thì lại nhớ đến mùi vị của bánh trung thu, là bánh kiểu, bánh nướng, đầy đủ các vị, hình dáng và màu sắc. Không biết mọi người ở đây thích loại nào, chứ còn mình thì lại thích bánh nướng nhân đậu xanh nhất. Vừa mềm, vừa thơm, ngon không thể cưỡng nổi. Còn bạn em thì sao? Mình thì giống bạn Trà My. Mình nhớ lại mỗi lần Trung Thu đến, bố mẹ lại mua cho mình chiếc lồng đèn mà mình yêu thích nhất. Còn đưa mình đi dạo ngắm nhìn thành phố vào đêm Trung Thu. Wow, quả là khi nhắc đến Trung Thu, ai trong chúng ta cũng đều háo hức đúng không nào? Kể về những hình ảnh quen thuộc, đúng không? Và ngay bây giờ, hãy cùng chào đón sự xuất hiện của người kể chuyện trong talk show ngày hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn ấy kể về những sự tích Trung Thu nhé! Xin chào quý vị và các bạn! Mình rất vui khi được gặp mọi người trong talk show Ký ức trăng tròn. Mình tên là Minh Châu, năm nay mình 7 tuổi.
quý vị thân mến, Tết Trung Thu được xem là một trong những ngày lễ quan trọng trong truyền thống dân tộc Việt Nam. Tết Trung Thu được bắt nguồn từ văn minh lúa nước của người Việt. Đến nay, kho tàng cổ tích dân tộc có rất nhiều sự tích, truyền thuyết xung quanh nguồn gốc của ngày Tết Trung Thu, như sự tích về chú Cuội, sự tích chị Hằng Nga, sự tích về người mẹ hy sinh nước mắt của mình để thành ánh trăng soi sáng cho con. Theo mình được biết, Tết Trung Thu thường diễn ra theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 tháng 5. Tục vui Tết Trung Thu đã có từ thời Đường Minh Hoàng bên Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 8. Về sau, được lan rộng ra các nước láng giềng và thuộc địa của Trung Hoa. Tại Việt Nam, sử sách không nói rõ dân ta đã bắt đầu tổ chức Tết Trung Thu từ bao giờ. Chỉ biết rằng mấy trăm năm trước, tổ tiên ta đã theo tục này. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, các khu chợ đã trưng bày nhiều mặt hàng mang màu sắc Trung Thu như lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo, cùng các loại đồ chơi, đồ trang trí. Và thế, Tết Trung Thu trở thành ngày rất quen thuộc của dân tộc Việt Nam nói chung và thiếu nhi chúng mình nói riêng. Đấy các bạn ạ, câu chuyện của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào các bạn, mình tên là Bảo Quyên, năm nay mình 8 tuổi, hiện nay mình học tại trường tiểu học Phước Tiến. Sau đây mình sẽ kể về chuyện sự tích chú Cuội. Chú Cuội ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa gõ cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thì cầm bút cầm nghiên, ông thì cầm tiền đi chuột lá đa. Theo truyền thuyết từ ngàn xưa kể lại, chú Cuội vốn là một chàng tiều phu. Một hôm trên được đi, Cuội gặp lão mày ăn mày nằm chết trên bãi cỏ. Không ngần ngại, Cuội bứt ngay mấy lá cứu giúp ông lão thoát ra cửa tử. Nghe Cuội kể đầu đuôi, ông kêu lên: đây là cây đa có phép, cải tử hoàn sinh, con chăm sóc cây đừng tưới nước bẩn kiểu cây bay lên trời đó. Từ ngày cả cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người, ai ai cũng kính nể. Một lần, Cuội cứu sống cô con gái sảy chân chết đuối cho lão địa chủ. Nét mặt hồng hào, sự sống quay trở lại, cô xin lấy Cuội làm chồng. Đôi lứa xứng đôi hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Ngặt một nỗi, cô vợ có tính hay quên. Những khi đi làm xa, Cuội dặn: có thiểu thì bên đi bên Tây, chớ tiểu bên Đông, cây dông lên trời. Mà cô vợ như lúa lẫn ruột gan, vừa nghe xong là quên ngay. Một chiều, cô vợ không nhớ lời dặn, cứ nhắm vào cây quý mà đi vệ sinh. Bỗng nhiên mặt đất chuyển động, gió thổi ào ào, cây đa đảo mạnh, bật gốc phi lên trời xanh. Vừa lúc Cuội đi kiếm củi về, hớt hải nhảy bổ đến níu cây lại. Nhưng sức người có hạn, đây cây đa kéo cả Cuội cứ thế bay lên cung trăng. Từ đấy, cứ mỗi dịp ngày rằm, ánh trăng sáng nhất, khi ngước lên người ta thấy một vết đen hình cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc, đó là chú Cuội đang chờ ngày được trở về trần gian. Câu chuyện tới đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vừa rồi các bạn đã được nghe sự tích quen thuộc liên quan đến ngày Tết Trung Thu. Không biết các khách mời ở đây có ai có kỷ niệm gì đáng nhớ về ngày này không? Có thể chia sẻ cho quý khán giả biết có được không?
Mời em Trà My. Mình nhớ nhất là khi mình còn nhỏ hơn bây giờ, mình được bố mẹ dẫn đi chơi trung thu. Lúc ấy mọi người ai cũng vui và háo hức. Mình thích lắm, bởi ít khi có dịp mà cả nhà mình được quây quần bên nhau. Và trung thu năm ấy là năm mà mình nhớ nhất. Con Kỳ Phương thì sao? Kỷ niệm mà mình nhớ nhất chắc là khoảnh khắc được rước đèn cùng các bạn ở lớp trường mình mỗi dịp trung thu. Sẽ tổ chức đêm hội trăng rằm. Lúc ấy các bạn ai cũng có cho mình một chiếc rằm đèn yêu thích trên tay, rồi cùng nhau xếp thành hàng dài để rước đèn vừa đi vừa hát. Vui lắm nên mình rất thích trung thu. Còn bà An thì sao? Nghe nói về trung thu thì hình ảnh mình không thể quên là chị Hằng. Vì thiếu chị Hằng trong đêm trung thu giống như Tết thiếu lì xì. Nghe các bạn kể chị mà lòng mình thật nôn nao. Mong cho trung thu đến thật nhanh để chúng ta được quay lại tuổi hồi ức tuyệt đẹp ấy. Sau những giờ phút được lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ thì thời lượng của chương trình của chúng tôi cũng đã sắp hết. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị khách mời đã dành thời gian cho talk show ngày hôm nay. Cũng không quên cảm ơn những bạn kể chuyện, người đã mang đến cho chúng ta những điều mới. Và đặc biệt hơn nữa là lời cảm ơn chân thành dành cho các quý vị khán giả đã theo dõi xuyên suốt chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào bạn.